giờ ngươi nhận lỗi đã quá muộn rồi. Sao ngươi không nhận thấy lỗi lầm của mình khi chưa chết? Cha mẹ, thầy cô khuyên bảo ngươi bỏ ngoài tai, ngươi hẹn đòi ăn chơi bỏ học, cả nhà nhiều tiền, không có ai nghe gì. Tuổi như ngươi đáng ra phải chăm chỉ học tập để mai này có kiến thức giúp nước giúp dân. Không có sợ gì hết. Phải chạy đầu bọn này để dẫn kỹ cương đầy xuống tầm thứ 18 điện lục. Xin chư vương sớm đưa ra phán quyết để trần trị. Chị vương ơi, con phải làm sao đây để về với trần gian? Con nhớ nhà, gia đình, bạn bè, thầy cô lên. Con còn bao nhiêu việc phải làm. Con đã cố gắng hết sức học tập để trở thành cô giáo. Ấy vậy mà ước mơ giờ đây cũng đã tan tành. Cũng bị đổ sống lên ý thức này. Là sao cương, con số phận con ngắn ngủi quá. Chúng ta đã có cách để đưa con về với gia đình. Cách gì? Xin ông giúp con, xin ông hãy giúp con. Ta xét, từ lúc ra đời tới giờ, con là một đứa con hiền lành, chăm ngon, hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, thầy cô, là một người tốt, biết giúp đỡ bạn bè. Vì vậy, ta cho con đầu thai lại thành người. Nghĩ đến gia đình của con đồng ý không? Con lợi ơn Di Phương. Dạ, thưa Di Phương, còn con thì sao? Còn ngươi vi phạm rất nhiều tội, ta sửa ngươi phanh thai thành chiến khúc, bỏ ngoài bàn chầu nấu kể ngày để đêm, sau đó đầy số 18 tầng địa ngục 60 quỷ sứ, sau 12 năm nếu con tiến bộ cho đầu thai thành con lừa, suốt đời kéo xiên cầm cặp cho ngươi biết khổ. Con xin ông con xin rõ gì hết. Hồi nãy vào nhà ngươi thống khói lên kia mà, giờ cha mẹ ngươi có kéo được cho ngươi không? Con xin ông để cho thành người, con hứa sẽ thay đổi tất cả để chung lại lỗi lầm của mình. Ngươi nhận thấy lỗi lầm là tốt, nhưng qua thi hành án để xem đi tùy theo mức độ cải tạo của ngươi mà ta xem xét. Con xin ông, con sợ quá rồi. Không xin sợ gì hết, anh ơi đứng mau đứng chạy cho thấy hả? Trên người trong đó có tượng